Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan được tổ chức tại Hà Nội, chiều ngày 10 tháng 11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thụy Sĩ Guy Parmelin, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã có buổi đối thoại trực tuyến dưới hình thức ba bên Troika mở rộng với Thụy Sĩ. Tại buổi đối thoại, các bên đã bày tỏ quan ngại chung về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của các bên, đồng thời ghi nhận việc cần thiết phải có sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bên để chống lại đại dịch và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Cùng với đó, các bên cam kết đẩy mạnh hợp tác nhằm duy trì và tăng cường quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Thụy Sĩ, nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế các bên, tăng cường tính bền vững, linh hoạt của nền kinh tế các bên, tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế mở và minh bạch. Ngoài ra, các bên cam kết ủng hộ và theo đuổi mục tiêu thương mại tự do trên cơ sở hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và nhất trí hợp tác nhằm đạt được những kết quả thiết thực.